thân mến, chào mừng bạn quay trở lại với Top Saham và ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Blackpink là girl group đặc biệt giữa rừng nhóm nữ K-pop khi các thành viên đều có khí chất độc đáo và sang chảnh. Những bức ảnh họa báo, ảnh quảng cáo của Blackpink thường nhận được sự quan tâm lớn trong cộng đồng Blink. Một chủ đề so sánh giữa style chụp ảnh của Jennie và Rosé cho thấy hai nữ idol có phong cách hoàn toàn khác biệt. Jennie chuộng kiểu chụp hình môi hở răng lạnh, còn Rosé thì yêu thích kiểu chụp hình dẹo, đau lưng, thoái hóa cuộc sống. Thứ nhất, Jennie. Tư thế pose hình đặc trưng của Jennie là há nửa miệng, lộ hai chiếc răng cửa, thần thái hờ hững. Fan gọi vui đây là dáng môi hở răng lạnh. Với kiểu tạo hình chụp ảnh này, Jennie không cần thể hiện quá nhiều mà vẫn cho thấy được khí chất sexy và sang chảnh. Jennie áp dụng style hở môi trong nhiều suốt quảng cáo chụp họa báo và khi quảng cáo son môi, tư thế hở hai khuôn miệng giúp nữ idol cuốn hút hơn. Tuy nhiên thì cũng có ý kiến cho rằng style chụp ảnh này khiến nữ idol quá nhàm chán và chăm tấm như một. Thứ hai, Rosé. Rosé cũng định hình được phong cách chụp ảnh rất riêng, nữ idol ưa chuộng tư thế cong người nghiêng mặt, được fan gọi vui là dáng pose thoái hóa cuộc sống. Phần eo của Rosé luôn được uốn cong chữ C, khó mà tìm được một tấm hình trong đó mà Rosé đứng thẳng người, nếu không cong bên này thì cũng là cong bên kia. Tư thế dẹo của Rosé chứng minh thân hình mềm mại uyển chuyển quyến rũ. Nữ idol yêu thích dáng đứng giấu tay sau hông, cong người khoe body sexy. Một số người cho rằng tư thế chụp hình của Rosé gây khó chịu vì quá dẹo và ngả ngớn. Tương tự như Jennie, nữ idol cũng bị chê một màu khi thường lặp lại một kiểu pose dáng nhàm chán. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Saham và nhớ đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.